Ngày nay thì có rất nhiều các chị em, đặc biệt là nội trợ, luôn phải đau đầu lựa chọn các sản phẩm thiết yếu cho gia đình của mình. Nào là nước giặt, nước lau xả loại nào, nước rửa chén nào an toàn, nước tẩy rửa đa năng, tẩy toilet, hay thậm chí là cả những thứ như tẩy rửa máy giặt. Không biết loại nào vừa tốt, vừa an toàn mà lại tiết kiệm chi phí. Nhưng thật may mắn cho chúng ta khi biết tới thương hiệu VVSun của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Unicasun. Hương liệu được nhập khẩu từ Đức, được sản xuất trên công nghệ Thái Lan, một trong những thương hiệu dành cho gia đình Việt, giúp cho tất cả chúng ta có thể giải quyết được mọi vấn đề với 6 sản phẩm phục vụ thiết yếu mà Diệu Nhi đang muốn giới thiệu đến cho mọi người. Đầu tiên phải kể đến chính là nước giặt VVSun này đây. Chúng ta sẽ có 3 mùi hương chính cho các chị em có thể lựa chọn. Đó chính là hương baby thơm mát, giúp mềm vải, cực kỳ an toàn cho bé yêu. Hương nước hoa Pháp thì mạnh mẽ, cá tính. Và hương đam mê thì mang lại cảm giác ngọt ngào và cực kỳ lôi cuốn. Diệu Nhi thực sự rất thích dòng nước giặt này của VVSun, giúp sạch sâu nhờ có chất làm trắng quang học nên ngăn bụi bám trở lại quần áo, an toàn cho da và lưu hương thơm mát dài lâu. Có đủ khối lượng khác nhau cho các chị em có thể lựa chọn 3,5kg, 4,8kg và 10kg. Thứ hai là dòng sản phẩm lau sàn của VVSun, chúng ta cũng sẽ có 3 hương thơm mát để chị em có thể lựa chọn. Hương hoa ly thơm mát cho mùa hè oi bức, hương chanh xả dịu nhẹ, kháng khuẩn và xua đuổi côn trùng. Hương quế giúp khử mùi tốt và giúp thư giãn hiệu quả. Thứ ba là dòng nước rửa chén của VVSun với 2 mùi đặc trưng. Hương chanh thơm mát giúp đánh bay dầu mỡ hiệu quả, sạch bong kinh kít chỉ trong một thời gian ngắn. Hương quế có tinh chất là diệt khuẩn, nấm mốc, mùi thức ăn một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Thứ tư thì sẽ là dòng nước tẩy đa năng của VVSun với hương hoa cỏ giúp tẩy sạch mọi bề mặt như kính, vòi rửa, chậu rửa inox, xăng nồi, bếp ga, bếp từ, bề mặt gạch men hay cả những vật dụng khó làm sạch như ghế sofa. Chỉ cần có em siêu phẩm này thì mọi vết bẩn trong ngôi nhà của bạn đều có thể làm sạch như mới. Thứ năm là dòng nước tẩy toilet VVSun, hương hoa cỏ giúp mang lại hiệu quả cực kỳ vượt trội nhờ đánh bay tất cả các vết bẩn cứng đầu lâu ngày trong bồn cầu một cách siêu tốc. Và thứ sáu sẽ là nước tẩy lồng máy giặt VVSun này đây ạ. Sẽ giúp là xoáy sâu vào lồng giặt, loại bỏ tất cả các cặn bẩn bám lâu ngày trong máy giặt, giúp bảo vệ và nâng cao tuổi thọ cho máy, giúp cho quần áo của chúng ta sạch hơn, lưu lại hương thơm lâu hơn từ nước giặt, tránh các bệnh da liễu do những vi khuẩn phát sinh từ những cặn bẩn bám lâu ngày. Tất cả các dòng sản phẩm nhà VVSun thực sự là một vị cứu tinh cho tất cả các chị em trong vấn đề chăm sóc và bảo vệ gia đình. Đặc biệt là VVSun đang có chính sách ưu đãi, chiết khấu cực kỳ tốt đối với những khách hàng đang muốn trở thành nhà phân phối, đại lý các sản phẩm chính hãng của VVSun. Để trở thành đối tác kinh doanh, anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline 0964 036 212. Tôi xin phép được nhắc lại về số hotline của công ty 0964 036 212. Diệu Nhi đã sử dụng và cảm thấy rất hài lòng về chất lượng mà các dòng sản phẩm của VVSun mang lại. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang lại hiệu quả tối đa thì chị em còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay sở hữu ngay thôi nào.